Findely, cà phê thật kết nối thật. Findely, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt. Đây là màu trắng, như là ánh nắng của buổi ban mai, như là cảm xúc của người trong, như là bộ quần áo của cô y tá khi mà nhìn thấy mẹ mình mang thai, như là cảm xúc ban đầu và những thứ như là bộ áo dài. Và có những lúc vô tình đi tới trường mình nhìn thấy thầy giáo đang tháo dài. Có những lúc vô tình mình nghĩ quẩn như là màu cam. Và có thể là một lần nào đó mình thấy mình đã lớn và bắt đầu tham. Như thể những quả như những quả cam đặt ở trong rổ. Và có những thứ vẫn không khổ. Đến tận bây giờ mình vẫn mong là nếu có cơ hội mình vẫn sẽ năng nổ trong từng câu chuyện và từng lời rap. Như là cái dù của cô bé gái và không bao giờ khác. Những chuyện trôi qua và những cuộc đời nói chung là như là màu cam và những bản nhạc ngày xưa mình cùng với người bạn mình chưa từng thuộc lời. Anh nhắn cho em số tài khoản đi. Chứ mọi người nghĩ cái gì vậy? Ok anh cứ hai câu, em hai câu nha. Đây là màu xanh dương, như là bộ quần áo anh mặc để chuẩn bị gặp người anh thương. Và cũng như là những chuỗi ngày mệt mỏi và những thứ khác, nhưng mà nhìn thấy thì mình lại thoải lòng. Nói chung là nếu mà không có gặp được Arthur thì cũng khó để cho Black Ca trải lòng. Đây không phải là Hải Phòng, đây là miền Nam, đây là Sài Gòn. Và những cảm xúc trong lòng nhiều lúc nó trở nên ngắn ngủn hoặc là dài thòn, buồn hay là cười và những chuyện nào khác. Mình cố gắng đưa màu xanh tận sâu vào lòng như là vào xác.